mua cục đẩy công suất, lựa chọn con cục đẩy nào bao nhiêu sò cho nó đủ. Chúng ta cứ lựa chọn con nào mà cỡ khoảng 16-32 sò, càng nhiều sò càng tốt, công suất càng lớn. Đúng là với một chiếc cục đẩy công suất, cái linh kiện để quyết định đến cái công suất của chiếc cục đẩy đó chính là số lượng sò công suất, đúng không ạ? Sò công suất là một trong những cái phần quyết định tới mức công suất của từng chiếc cục đẩy. Nếu như chúng ta chỉ nói đến về số lượng của những dòng cục đẩy công suất 16 hay 32 sò thì về phần cấu tạo của nó không có gì khác biệt. Đó, nó không có gì khác biệt về mặt cấu tạo. Tuy nhiên là trên mỗi chiếc cục đẩy công suất thì các hãng, các thương hiệu đều đưa và trang bị cho nó những cái dòng sò công suất nhất định. Và số lượng sò công suất càng lớn thì đồng nghĩa với việc cái mức công suất đưa ra càng mạnh. Và ngược lại, số lượng sò công suất nhỏ thì cái mức công suất đưa ra nó lại càng nhỏ. Nói như vậy thì nếu như mà theo quan điểm là chúng ta đi mua cục đẩy công suất, chúng ta chỉ quan tâm đến số lượng sò công suất, cái quan điểm này có đúng hay không ạ? Chắc chắn là đây là một cái điều mà rất nhiều người đang gặp phải khi chúng ta đang tìm mua cho mình một chiếc cục đẩy công suất. Chúng ta tìm mua một chiếc cục đẩy công suất, chúng ta quan tâm đến mức công suất của chiếc cục đẩy đó, và bên cạnh đó chính là chất lượng của chiếc cục đẩy đó, có nghĩa là cái chất âm của nó mang ra như thế nào. Thì ở đây chúng ta có thể thấy được là sò công suất quyết định tới mức công suất nhưng chưa hoàn toàn là quyết định tới mức cái chất âm của một chiếc cục đẩy công suất, đúng không ạ? Tôi có thể minh chứng cho các bạn ở đây. Đây là một cái mạch cục đẩy công suất mà chúng ta thường thấy. Đó. Nó sẽ có phần vỉ mạch công suất, và những chiếc sò công suất nó sẽ nằm ở phần mạch công suất này. Và đây là dòng cục đẩy công suất hai kênh, nó sẽ có hai phần mạch công suất hai kênh. Đó, không ạ? Ngoài cái việc cấu tạo bởi hai cái mạch công suất này, nó sẽ có những cái phần như phần lọc âm, tụ lọc âm, mạch lọc âm ở đây. Là những con tụ lọc âm. Những con tụ này thì nó cũng khá quan trọng, đem lại cái độ chất lượng của cái âm thanh của cái chiếc cục đẩy công suất đó. Chúng ta chỉ hiểu đơn giản lọc âm là gì? Lọc những cái tín hiệu tạp âm để đem lại cái phần âm thanh sạch, đưa vào cục đẩy công suất, đưa vào mặt công suất, đưa ra tín hiệu ra loa, đúng không ạ? Đấy, chúng ta chỉ hiểu đơn giản như thế. Rồi, một cái yếu tố mà chúng ta cũng thường hay nhiều người hỏi, nó là con này sử dụng cái nguồn biến áp gì? Ví dụ con này sử dụng nguồn biến áp nguồn xuyến. Nguồn xuyến thì chúng ta sẽ quan tâm đó là cái chất lượng của cái nguồn xuyến này ra sao. Có nghĩa là cái phần sợi dây đồng quấn lên cái nguồn xuyến này, tỷ lệ đồng của nó bao nhiêu phần trăm, đem lại cái chất lượng cho cái chiếc cục đẩy này. Ví dụ tỷ lệ đồng thấp thì đồng nghĩa với việc là cái chất lượng của cái cục nguồn xuyến này sẽ kém. Và tỷ lệ đồng của cuộn đồng này, tỷ lệ cao mà đạt 99% thì chắc chắn cái chất lượng của cái cục nguồn xuyến này rất giá trị. Hay là những cái con nguồn xung sử dụng những cái chip, đúng không ạ? Những cái IC. Thì với nguồn xung ấy thì nó phải quan tâm đến những con IC đó nó sẽ như thế nào, và đến từ cái thương hiệu nào con IC đấy có tốt hay không. Đó. Đấy là những cái phần mà ngoài cái việc là chúng ta liên quan đến phần sò công suất thì chiếc cục đẩy công suất này nó còn tạo bởi nhiều cái yếu tố khác nhau, thì chúng ta mới có thể đánh giá được về cái chất lượng. Chứ với sò, số lượng sò thì chúng ta có thể chỉ có thể tính toán được là cái mức công suất của cái chiếc cục đẩy công suất này như thế nào hay không mà thôi. Ngoài ra thì tôi cũng có thể minh chứng cho quý bạn, nếu như mà đặt vào quý bạn khi mà đi mua hàng, chúng ta lựa chọn một chiếc cục đẩy công suất, tôi thấy là ở đây nó sẽ có một con cục đẩy công suất đến từ thương hiệu Crown này chẳng hạn, một trong những thương hiệu quá là uy tín, quá là nổi tiếng rồi. Chất lượng linh kiện này, chất lượng âm thanh của chiếc cục đẩy Crown này được khẳng định trên thị trường. Nhưng mà số lượng sò mà tích hợp trong chiếc cục đẩy công suất này nó khá là ít. Nó chỉ khoảng tầm 8 đến khoảng 16 sò tùy từng con thôi. Đó. Nhưng với bên cạnh đó thì chúng ta lại có một cái dòng cục đẩy công suất nó không có thương hiệu. Có thương hiệu nhưng mà cái thương hiệu nó không được nổi tiếng chẳng hạn. Đó. Rồi nó đắp rất là nhiều sò. Ví dụ con này nó có tích hợp tới tận 32 sò, gấp đôi so với những cái con Crown này chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ lựa chọn con nào? Tôi có thể nói là đại đa số các bạn, nếu như chúng ta có mức đầu tư, chúng ta là người am hiểu và chơi âm thanh, thì chắc chắn chúng ta sẽ lựa chọn con Crown này. Bởi vì Crown nó luôn luôn khẳng định được cái vị thế của mình về chất lượng âm thanh. Công suất thực là một, bởi vì chất lượng cái linh kiện lắp ráp lên cái sản phẩm Crown này là một trong những cái linh kiện cao cấp, chuẩn. Đấy là công suất thực. Thứ hai nữa là chất lượng âm thanh đưa ra, con cục đẩy Crown này nó luôn tạo nên cái âm thanh rất là mềm và tiếng rất là hay, sáng. Còn với một chiếc cục đẩy công suất không thương hiệu kia thì ai là người kiểm chứng cho chúng ta là chất lượng của chiếc cục đẩy đó ra sao, cái linh kiện đó có tốt hay không, đúng không nào? Vậy thì khi chúng ta đi mua một chiếc cục đẩy công suất thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến những yếu tố nào để có thể kiếm cho mình một chiếc cục đẩy công suất vừa chất lượng và vừa có độ mạnh mẽ.
Điều đầu tiên thì tôi có thể lưu ý đến cho các bạn là các bạn không chỉ mua những dòng cục đẩy công suất và bất kể những dòng sản phẩm gì, thì các bạn nên lựa chọn những dòng sản phẩm chính hãng. Bởi vì chỉ có những dòng sản phẩm chính hãng mới tạo lên cho chúng ta cái độ yên tâm và độ tin cậy về cái chất lượng của sản phẩm đó. Những sản phẩm chính hãng thì luôn luôn được kiểm định ngay từ khâu ban đầu, có nghĩa là sẽ có những giấy tờ COCQ kiểm định về xuất lượng, kiểm tra về chất lượng xuất xưởng các thứ để các bạn có thể yên tâm về cái dòng sản phẩm này. Rồi từ các những sản phẩm chính hãng, những cái thương hiệu thường thì là đến từ các thương hiệu nổi tiếng, có uy tín, thì chất lượng linh kiện để lắp ráp và cấu thành cái sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng đó, các bạn cũng có thể yên tâm được một phần nào rất là lớn. Những cái sản phẩm này nó sẽ được kiểm chứng. Kiểm chứng ở đây là gì? Là những sản phẩm này đã có rất nhiều người sử dụng. Các bạn có thể truy cập vào những cái forum, các group nhóm để có thể kiểm chứng về cái chất lượng của những dòng sản phẩm này. Ví dụ như con Crown này chẳng hạn, các bạn có thể đến tất cả các diễn đàn nào để xem về chất lượng của những dòng sản phẩm cục đẩy Crown. Nó luôn luôn tạo độ uy tín, dù là hàng bãi hay là hàng mới, đúng không ạ? Và một điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là về phần sò công suất. Sò công suất đúng là một trong những cái thiết bị nó giữ vai trò rất là quan trọng trong các thiết bị khuếch đại âm thanh, đúng không ạ? Và nó sẽ giữ vai trò quan trọng nhất định trong các thiết bị sử dụng các thiết bị âm thanh analog. Còn đối với ở thời điểm hiện tại thì có khá là nhiều các thiết bị âm thanh digital, thì phần sò công suất nó sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều các yếu tố khác ngoài cái việc đó là số lượng sò công suất bao nhiêu. Vậy thì chúng ta có thể thấy được là ngày hôm nay chúng ta có thể hiểu rõ hơn được việc là khi chúng ta đi tìm mua một chiếc cục đẩy công suất, chúng ta nên lựa chọn chiếc cục đẩy công suất đó ra sao và với cái chất lượng như thế nào. Ngoài cái việc là chúng ta chỉ quan tâm đến số lượng là con cục đẩy này có bao nhiêu sò mà thôi, đúng không ạ? Ngay bây giờ thì quý bạn sẽ cùng với Đức Anh nhé, trải nghiệm qua âm thanh của những dòng cục đẩy công suất chính hãng đang được phân phối tại Bảo Châu Lex, ví dụ như Crown hay là BIK. Vì sao anh nhớ em thế này, mình nhớ đong đầy trong lòng mắt, buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành lũy, biển trời nào mà không xanh. Hãy subscribe.
em sẽ quên ngày mình khờ dại. Mong em kỷ niệm này cất lại. Mong em ngày buồn thôi ướt đẫm trên vai. Mai ngày em say bước bên đời thênh thang, chỉ cần một điều em hãy nhớ, có một người từng yêu em tha thiết vô bờ. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tiếng yêu này vậy thì tổng kết video ngày hôm nay chúng ta có gì? Chúng ta có phần thêm thông tin để có thể lựa chọn cho mình một chiếc cục đẩy công suất tốt và với âm thanh mạnh mẽ cũng như chất lượng âm thanh hay. Đó chính là những cái yếu tố để quý bạn có thể đi tìm mua một chiếc cục đẩy công suất. Ngoài việc chúng ta dựa vào số lượng sò công suất nó chỉ quyết định về mức công suất của chiếc cục đẩy công suất đó, chứ nó không hoàn toàn quyết định đến chất lượng của chiếc cục đẩy công suất đó. Ngoài yếu tố về sò công suất thì chúng ta phải quan tâm hàng đầu, đó là chúng ta phải lựa chọn những sản phẩm chính hãng đến từ các thương hiệu uy tín. Chỉ có những sản phẩm chính hãng thì chúng ta mới có được những cái giấy tờ kiểm định về chất lượng này, với có độ tin cậy về cái sản phẩm đó. Những linh kiện của sản phẩm chính hãng, thương hiệu lớn thì mới đảm bảo cho chúng ta được nó sử dụng những linh kiện tốt, đem lại cái chất âm sạch và hay, mạnh mẽ cho chiếc cục đẩy đó. Một lần nữa xin cảm ơn quý bạn đã theo dõi video này. Quý bạn đừng quên nhấn like, share, đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Alex nhé. Và quý bạn lưu ý là nếu như các bạn muốn mua hàng thì có thể gọi điện tới số tổng đài 19002255, truy cập website baochoualex.com để có thể đặt hàng mua dòng sản phẩm cục đẩy công suất bất kỳ tại Bảo Châu Alex ngay từ thời điểm hiện tại. Và chúng tôi có đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt trong vòng bán kính 30 km với 11 chi nhánh trên toàn quốc để có thể lắp đặt cho quý bạn miễn phí, và có hỗ trợ trả góp qua hình thức thẻ ngân hàng online và trực tiếp tại hệ thống showroom của Bảo Châu Alex với mức lãi suất tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Còn bây giờ thì xin cảm ơn quý bạn, xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!